chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ hai. Thưa quý vị khán giả, chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt, chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Và đến với chương trình này thì chúng ta sẽ được đến với những câu chuyện rất là dung dị xung quanh cuộc sống này, để nó nhắc nhở chúng ta rằng dù cho còn rất nhiều những khó khăn, bệnh tật hay biến cố, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được ước mơ về những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ hai. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị giám khảo dễ thương và đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ Trấn Thành và nghệ sĩ Cẩm Ly. Bữa nay hai chị em mặc đồng phục luôn nè. Mà cũng hợp với bạn luôn á Thành. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi là tông màu pastel, nhẹ nhàng trong sáng, hy vọng là những người chơi đến với chương trình cuộc đời sẽ tươi sáng như những cái gam màu chúng tôi đã chọn. Dạ. Bữa nào không khóc nữa nha. Ráng kìm lại. Để sẵn khăn giấy. Có làm cái đầu khóa ống dồi nước mắt lại rồi. Khóa lại đỡ khóc. À, hai vị giám khảo thân thương thân mến, chúng ta sẽ còn được chào đón một vị giám khảo nữa. Và đặc biệt là ảnh cũng chính là người hát ca khúc chủ đề của Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ hai đó. Biết luôn. Biết không? Lân Nhã. Chính xác, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Lân Nhã. Rất là vui khi Lân Nhã đến với Hát Mãi Ước Mơ. Và xin hỏi là cảm xúc khi thể hiện ca khúc này của Lân Nhã có điều gì đặc biệt không ạ? Đây là một cái ca khúc mà nó tạo cho mình rất là nhiều cảm xúc. Thì lúc đó là mình chưa có biết về chương trình, mình chỉ thu một ca khúc ấy để hát thôi. Sau đó thì Nhã có theo dõi mấy số và cảm nhận được là cái chương trình nó mang lại cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc. Nhã cảm giác là mình rất là may mắn khi được chương trình chọn thể hiện cái ca khúc chủ đề của chương trình. Và bây giờ thì quý vị có muốn nghe Lân Nhã hát bài hát Hát Mãi Ước Mơ không ạ? Ngay bây giờ ạ. Anh sẵn sàng thể hiện ngay bây giờ chứ? Dạ, chắc chắn ạ. Vậy thì bây giờ xin mời chị Cẩm Ly, xin mời Trấn Thành, mình sẽ về những chiếc ghế quen thuộc của mình và chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho Lân Nhã. Hát vu vơ cùng đàn giới giữa đêm, trái tim ta bỗng trở nên yếu mềm. Đời đôi khi ta lạc lối mông lung, muốn buông tay quên giấc mơ. Dẫu trong ta vẫn thường hay nhói lên những giấc mơ của ngày ta thiếu niên. Thời thanh xuân đang vội vã trôi qua, có lẽ đâu ta đánh rơi đời mình. Vượt qua đêm thâu, dẫu nghe mọi mệt, nhưng rồi bình minh sẽ lên thật đẹp. Ngọc kiếm nơi đâu sẽ không tìm được, nếu đã không chịu nhiều đớn đau. Những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy. Trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi
từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên, hát lên câu chuyện tình. Và đó chính là bài hát Hát Mãi Ước Mơ với phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Bây giờ thì xin mời giám khảo Lân Nhã sẽ về chiếc ghế của mình nhé. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Ước Mơ. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng lần lượt làm quen với những người chơi của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một cô gái nhỏ nhắn thôi nhưng mà rất là dễ thương. Cô ấy đến đây mang theo ước mơ là được giúp đỡ cho một cậu bạn cùng lớp. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Mình tên là Trần Thị Sa Lý, năm nay mình 23 tuổi. Mình hiện là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mình với anh Siêu Bo là học chung trường từ năm nhất tới bây giờ là năm cuối rồi. Từ khi học năm 2 thì mình tình cờ đi ăn cùng ảnh và biết được về cái hoàn cảnh của ảnh và biết được là ảnh mồ côi cha mẹ. Mình tên là Siêu Bo, năm nay mình 26 tuổi. Mình là dân tộc Ba Na, sinh ra và lớn lên ở Con Tum. Bắt đầu lên 5 tuổi thì mẹ bị ung thư ruột mất. Và có một đứa em được 7 tháng tuổi gửi qua cô nhi viện để được nuôi nấng tốt hơn. Sau khi mình học hết cấp 2 chuẩn bị vào cấp 3 là về ở với ba. Về ở sống với ba được một thời gian, xong rồi ba mất. Đôi lúc mình cũng thấy tủi thân, thấy gia đình người ta đầy đủ cha mẹ, thấy người ta hạnh phúc bên gia đình, bên ba mẹ, tự nhiên mình thấy mình rớt nước mắt. Sau khi tốt nghiệp 12 thì ý định đầu tiên là mình thi đại học, muốn thi chuyên ngành thanh nhạc. Khi mà mình đi học mình gặp khó khăn, kiểu như là vừa đi học mà vừa phải đi làm mà không có tiền để đóng tiền học á. Rồi phải lo tiền trọ, rồi tiền ăn, tiền uống. Có bữa cả ngày không ăn cái gì hết á. Tại vì cái chương trình năm cuối của mình nó quá nặng, nên là mình không có làm cố định được. Năm nay là có em gái bắt đầu lên học đại học, nên là thêm một cái gánh nặng nữa. Nên nhiều lúc mệt mỏi quá, mình cảm thấy là mình muốn từ bỏ tất cả. Vừa lo cho gia đình, rồi thấy anh chị cũng khổ quá, mình không biết cách nào hết. Muốn buông bỏ để đi làm thêm, kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập để nuôi cho bản thân cũng như là cô em gái của mình. Và nếu mà anh nghỉ học như vậy thì rất là tiếc, vì là một người anh rất là thương mọi người và mọi người trong lớp ai cũng thương ảnh cả. Biết đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ này, mình muốn dùng giọng hát của mình để giúp đỡ một phần nào đó cho anh Sibon. Phần thứ hai là giúp ảnh có thêm nghị lực để theo đuổi con đường đam mê ca hát của chính bản thân mình. Mình sẽ hát cho ước mơ của anh Siêu Bôn. Lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau từ quê hai đứa. Mùi mà non thơm tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật. Cầu tre lắc léo, tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa
chắc người đã bước sang sông, đang buồn lúa rổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên gốc đa ven đường hai đứa người tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Charlie, ngày hôm nay em đến đây em hát vì ước mơ của một người bạn trong lớp của mình phải không? Dạ. Nãy giờ thì chị có nhìn xuống phía dưới và vẫn có thấy là bạn Siobhan đang ngồi ở đây và cả em gái dạ, của Siobhan của... nữa đúng không? Chị mời hai anh em lên đây cùng với Charlie đi. Đây chính là hai nhân vật ở trong đoạn clip mà chúng ta vừa xem. Tại sao em khóc? Siobhan. Thực sự thì khi mà nghe bạn Charlie hát cho mình và cái không khí ở trong đây nó thực sự là nó ấm áp. Cảm thấy là xúc động vì cái bài hát của bạn Charlie thể hiện vì mình. Có lẽ là lâu lắm rồi em không có cảm nhận được có một người nào đó quan tâm mình đúng không? Dạ đúng rồi. Thực sự thì em xin chia sẻ là từ nhỏ tới giờ là em chưa được cảm nhận được cái tình thương. Không hiểu. Tại vì Siobhan mất mẹ sớm, rồi không bao lâu thì lại mất cha. Đối với bạn ấy, một cái hạnh phúc giản đơn là về một mái nhà có đầy đủ người thân, có cha có mẹ cũng không có được hưởng cái điều đó. Nhưng mà đến khi mà có Sally thương mình như vậy, hát vì mình vậy, cho nên là bạn ấy rất là nghẹn ngào và xúc động. Anh rất là cảm động về tình cảm của tụi em dành cho nhau ha. Thì anh cũng chỉ muốn hỏi đơn giản thôi, hai đứa có tình cảm gì hơn như thế này không? Dạ không. Dạ, thật sự là cho em chia sẻ là anh Siobhan với em là cũng hay đi hát chung. Và hai anh em thì hay đi chung thân thiết với nhau chứ hai đứa không có gì cả, chỉ là tình biết, cảm anh em. Anh biết, là... bây giờ chưa có gì, chưa nói gì trước được tương lai em ha. Kỳ quá à, chứ chơi áp đặt người ta tội nghiệp. Áp đặt tôi chỉ hỏi thôi, nhiều khi hai em nó ngại. Và với phần thể hiện vừa rồi của Sa Lý thì xin hỏi là chị Cẩm Ly và Lân Nhã có những chia sẻ như thế nào? Lý, hôm nay em như em ra em bị rung phải không? Dạ. Có rung quá không? Tại vì trong chất giọng chị nghe rất là rung luôn. Dạ có, hồi hộp. Hồi hộp quá hả? Em cũng bị tí xíu chệnh choạng trong cái bài hát này. Nhưng mà cái tình cảm mình đặt vào để cho thực hiện ước mơ của bạn thì cái điều đó là một cái điều mình đáng ghi nhận. Lòng chợt buông mơ người đã bước sang sông, đang buồn lúa rổ đồng đồng. Thật sự là hôm nay Lý làm cho nhà thấy là cái tình bạn rất là đẹp, rất là trong sáng. Chỉ muốn nói với Bôn một chút xíu là Bôn hãy luôn tin trong cuộc sống nó lúc nào nó cũng sẽ có những cái tình cảm nó đẹp như vậy. Cảm ơn ban giám khảo với những lời chia sẻ vừa rồi. Chúc mừng Sa Lý đã hoàn thành phần thi. Hy vọng là em sẽ có cơ hội để giúp đỡ cho hai anh em Siobhan.
quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai. Đây là câu chuyện về một người đàn ông tật nguyền. Hơn chục năm qua thì ông sống ở trên một chiếc ghe cũ nát cùng với vợ và con gái của mình. Nhưng mà trên chiếc ghe này á, thì thực sự là thiếu thốn đủ thứ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tại sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mình tên là Nguyễn Minh Phương, hiện tại mình 29 tuổi và mình đang là nhân viên thiết kế đồ họa của một công ty giày ở bên Trung Sơn. Trong một lần tình cờ thì mình có ghé ngang quán nước thì mình bắt gặp được chú chủ quán. Mình có ngồi nói chuyện với chú và biết được hoàn cảnh của chú. Hiện tại chú đang sống ở cái ghe ngay tại đó với vợ và người con gái. Thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn thấy chú thì chú là một người khiếm khuyết cơ thể. Tôi tên Lê Văn Đực, sinh năm 1955. Trước kia sống ở dưới nước, bây giờ có Diễm My nhỏ quá lên bố đi bán giấy số cho nó học. Thời buổi hòa bình này thì mình hưởng cái độc lập rồi mà để con nó dốt là coi như mình cũng cắn rứt lắm. Thì thấy nó cũng học giỏi, mình cũng ngẫm nghĩ kệ gán đậu ghe đây cho nó học. Về bán giấy số, người bán giữa hè với ghe này tạm chỉ tạm sống qua ngày thôi. Ở dưới ghe nó cũng mũi mồng này nọ, nó cũng cắn lắm, lúc bé My nó cũng sốt hoài à. Nó hỏi mẹ ơi, tại sao con năm nay 10 tuổi rồi, con chưa biết cái nhà là cái gì? Tôi cũng cảm động, tôi cũng nói vậy nè, tôi nói con ơi, tại vì mẹ với cha không có nhà, không có cửa, không có đất, không có điện, thì phải vô nổi đậu đây, chủ yếu cho con đi học. Tại vì mình không có tiền là mình phải chịu thôi. Chứ nếu mà mình làm được ra tiền thì chắc có lẽ là mình cũng có một cái nhà ở cũng ấm ấm lắm à nha. Cha hương con thì con giống mẹ, mẹ hương con thì con giống cha. Cả nhà ta cùng yêu hương nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Con hương ba nhiều lắm, tại vì ba rất cực khổ vì con nuôi con lớn lên ăn học. Mỗi lần trời lạnh là cha con nhớt, con phải lấy dầu cho cha đặng cha so cái chân. Con lớn lên con làm bác sĩ để con chữa cái chân cho cha con. Nói thiệt là tôi không có biết cái ước mơ là cái gì. Cũng mong có một cái ước mơ mà tôi cũng chẳng biết cái ước mơ là cái gì. Chỉ còn có cô Diễm My, mơ nặng nhất là cho Diễm My nó học được thành tài hay là chữ giỏi gì đó, nó có một ngày nào để nó đổi đời, chứ cái bản thân nó đừng có khổ cực như mình. Trong một lần nói chuyện với lại chú thì mình cũng có hỏi chú ước mơ của chú là gì, thì chú cũng có nói là chú không có ước mơ gì cả, bởi vì đơn giản là ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước thôi, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng mà mình biết mong muốn của chú là mong muốn cho bé Diễm My tiếp tục đến trường, và bên cạnh đó nữa là chú sẽ có một cái nơi ở tốt hơn là cái nơi ở bây giờ. Chính vì lý do đó nên mình đã đăng ký tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ, và mình muốn hát cho ước mơ của chú để cho chú thấy được rằng ước mơ sẽ trở thành sự thật. Trời sinh ra mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng ở trên môi, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt bằng cuộc đời buồn thêm. Có như lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn. Vì đã có lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt còn lệ buồn.
xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu em. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu em. Rất là vui được gặp em ngày hôm nay. Em thật là khẳng khái, từ vẻ bên ngoài đến cả giọng hát của mình. Ban giám khảo thấy là Minh Phương đã có một tiết mục như thế nào ạ? Nhã nghĩ là chắc không riêng Nhã đâu, mà phim trường hay tất cả mọi người đang rất là nóng. Bạn hát bài này rất là hết mình. Tất cả những cái cuồng nhiệt gì của bạn, bạn dành hết cho ca khúc này. Và có những cái đoạn cũng rất là tinh tế nữa. Chỗ nhỏ, chỗ mạnh, rồi cả cái những cái khúc cao trào, rồi những khúc phiêu cho mọi người cảm thấy là một cái bài hát rất là nồng nhiệt. Buồn sao em không khóc cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Lân Nhã. Nói chung là Thành thích cái cách bạn đến với cuộc thi. Thi là phải như vậy, máu lửa một tí đúng không? Bây giờ mình đi thi mà mình rung mình quýu quá nó cũng tiếc đúng không? Mình thi xong mình cũng tiếc về, trời ơi phải chi mình hát ngon chút xíu mà lấy nhiều tiền hơn cho cái người mình muốn giúp đúng không? Chú ơi, chú có thể lên chia sẻ câu chuyện cho chú, mọi người nghe được không? Mời bé Diễm My luôn nha. Chú ơi, hôm nay chú nghe bạn Minh Phương á hát để mà giúp đỡ hỗ trợ cho chú, chú cảm thấy thế nào? Chú thấy chú cũng mừng cũng vui. Thôi nào giờ chú đâu có biết rằng là lên cái chỗ mà coi như gì mình ước mơ. Bây giờ mình đã gặp ước mơ. Thì thật ra con thấy thế này. Chú đã sống hơn nửa đời người của mình mà chú thốt lên cái câu rằng bây giờ tôi không biết cái chữ ước mơ nó ra làm sao. Thì rõ ràng là rất là xót, là bởi vì mình thấy một cái cuộc sống mình không có hy vọng gì hết trơn, trời mình không chỉ có biết là ước... tuyệt vọng thôi. Dạ. Nhưng bây giờ được dịp mai lên bán vé số. Dạ. Gặp được một cái chương trình, với bé My nó còn nhỏ quá cũng quyết tâm bán số để cho nó học. Học mới có hiểu biết, không học không hiểu biết gì hết. Dạ. Con ủng hộ suy nghĩ và quan điểm của chú. Con tuổi heo phải không? Đó. Heo à? Heo vàng. Con nói cô Cẩm Ly với mọi người nghe. Heo ở dưới rừng. Heo ở dưới nước chứ. Con sống ở dưới ghe mà. Mà ở đó có rừng mà. Ở đâu có rừng mà. Chú thấy vậy nè, gia đình con á khó khăn, bố mẹ con khó khăn. Mà chú thấy con vui lắm, cái tinh thần con lạc quan, chú thích cái điều đó. Có mấy bạn trong lớp con ưa nói con nghèo nhưng mà con vẫn vui. Tại sao con vui? Nói chú Thành nghe coi nè. Vì cha mẹ con nuôi con lớn khôn. Giỏi, rất là giỏi. Con có thương ba mẹ con nhiều không? Có. Con nghĩ là mai mốt lớn lên con sẽ làm gì cho ba mẹ con? Dạ, con là bác sĩ. Con muốn chữa bệnh cho cha mình hả hay sao? Dạ. Giỏi lắm đó chú Thành, làm lớp trưởng đó. Còn nhỏ vậy là rất ngoan. Chú Thành tuyên dương cái tinh thần của con, tặng con 5 triệu thực hiện ước mơ. Con cảm ơn chú Thành. Cảm ơn con gái. Cô hỏi con này nha. Nếu mà con có một số tiền lớn, con muốn làm gì cho cha mẹ? Dạ con đỡ dành, nếu cha mẹ con có bệnh con lấy con chữa trị. Xuất sắc. Giỏi, giỏi quá. Chú Thành thương con quá. Nhỏ xíu. Càng cũng hơn chú Thành. Ngoan luôn. Thấy ghét giết liền 5 triệu. Đó chú Trấn vậy? Thành sẽ làm mấy cái điều mà chú Trấn Thành vừa mới hứa với con đó. Biết giờ... sao con nói chú Thành con hơn chú Thành không? Vì chú Thành đẹp trai. Đúng rồi. Xỉu rồi kìa con. Chứ anh ngồi dậy, chứ anh ngồi dậy. Trời ơi. Trời ơi. Có đứa con gái vậy tắm rửa chân luôn vô tủ luôn, khỏi ai đụng vô được thiệt.
Trời đất ơi, sao mà ngoan dữ vậy, ở đâu ra con nhỏ này thiệt tình. Tặng con 5 triệu bé heo. Cảm ơn Trúc Hà. Cái chuyện mà cái nhân vật này kiếm tiền là cái chuyện tư riêng. Cái chuyện này chú cháu mình riêng, ok? Yes. Yes, ok. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ bé My với lại ba đi xuống dưới tiếp tục xem chương trình nha. Quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Đây là một câu chuyện của một người đến từ Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Chị tên là Lưu Thị Minh Tiến và ngày hôm nay chị muốn hát để có cơ hội giúp đỡ cho mẹ mình sửa lại căn nhà đã mục nát. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị qua đoạn clip ngay sau đây. Tôi tên là Lưu Thị Minh Tiến. Hiện tôi đang là giáo viên, đang giảng dạy và công tác tại trường tiểu học Nguyễn Tượng Hiền thuộc xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Và năm nay tôi 35 tuổi. Cô là Đường Thị Nâu, nay đang sống ở thôn 5 đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thì là từ năm 99 cô lên đây con khổ lắm. Tại vì lúc đó thì lên đây thì đông con, phải làm nhà chỉ có mấy tấm tranh để mà mình lợp bên trên thôi. Xong rồi cây tre bê xung quanh nhà vậy đó. Thế đến 2004 thì làm được cái nhà này thì rộng rãi hơn, nhưng mà lại chủ yếu bằng gỗ, không có cái gì hết. Lúc đó thì cô lúc nào cô cũng nghĩ là làm thế nào để làm được một căn nhà cho các con nó ở, để bằng bạn bằng bè, nhưng mà vì điều kiện kinh tế của mình không có, con đông thì không làm được. Đây là một cái ngôi nhà nó gắn liền với cái tuổi thơ của tôi, rất là khổ. Có những đêm tôi nằm tôi nghĩ rằng là sao nhà mình lại sáng thế mà không có ánh điện nào cả, bởi vì là mái tranh nó bị lủng ở trên. Trời, nếu mà trời mưa to gió lớn thì gần như là cả nhà dột hết. Và lúc bấy giờ mặc dù là còn rất là nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là mai sau đây khi mình lớn lên mình sẽ làm cho mẹ mình, cho bố mình một ngôi nhà đàng hoàng tử tế. Nói chung là các con cũng mong cô đi để sống chung với các con, nhưng vì cô còn đang thờ tổ tiên, thờ tổ tiên bàn chính ở đây, thì cô muốn là sửa lại cái nhà để mà cho gia đình của mình với lại tổ tiên, để cho nó đỡ mưa đỡ dột xuống. Xong rồi cô cũng đi đâu cho nắng trở trời về, cô cũng có chỗ để ở. Anh chị em thì ai cũng mong muốn là muốn sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ từ rất là lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì 5 người con lập gia đình, thì ngoài bản thân tôi là giáo viên, còn lại là đều làm thuê làm mướn cho người ta. Chính vì vậy nên cái khả năng là chỉ đủ nuôi sống cho gia đình. Chứ còn bây giờ để mà làm được cho mẹ một ngôi nhà thì nó cũng là một điều rất là khó khăn đối với họ. Mà bản thân của tôi một mình thì cũng không thể mà làm ngay cho mẹ một ngôi nhà, chắc cũng phải tích cóp rất là lâu. Khi mà theo dõi ở trên TV thì tôi thấy có cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ, nó rất là hay và mang tính nhân văn rất là cao. Và khi mà nghĩ đến mẹ như vậy thì tôi đã quyết định tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và tôi sẽ hát để sửa lại ngôi nhà cho mẹ tôi. Em chờ đến bên ai dịu dàng như con.
gần mãi nên đời phán, đời phán xuân trào. Khi gió đông ngã thương giấc trời chim én lượn, cây này đây trôi xanh mây trắng bay yên lành. Em chờ đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn màng. Xin chào chị Tiến. Em chào chị. Chị ơi, ngày hôm nay chị đến đây với ước mơ là sẽ sửa lại căn nhà cũ cho mẹ của mình. Em thấy được là chị đặt rất là nhiều tình cảm vào ngôi nhà mà chị đã lớn lên thời thơ ấu. Cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về ngôi nhà ngày xưa của mình? Nhớ mãi là năm anh em, mà nhà thì rất là nghèo, nhưng mà năm anh em, hai anh chị lớn thì đi làm, chỉ còn lại năm anh em nhỏ ở nhà, nấu một cái nồi cơm, năm lon gạo và chẳng có gì ăn cả. Vâng ạ. Chỉ có một bát măng luộc chấm với lại muối ớt. Nhưng mà vậy mà năm anh em ăn hết luôn ạ, chẳng còn gì. Hôm nay mẹ chị có đến đây không? Dạ có ạ. Dạ con mời cô lên đây cùng với con gái của mình ạ. Con chào cô. Con nghĩ rằng là chị Tiến hay là các anh chị em khác trong gia đình nó cũng muốn đón cô về để tiện chăm sóc, nhưng mà vì cô còn lưu luyến nơi ở cũ quá, phải không cô? Nói chung là con cái ai cũng muốn mẹ về ở với, nhưng mà thứ nhất là nếu mà mẹ về ở với con thì lại cũng một gánh nặng thêm, muốn để cho các con tự lập. Thứ hai là cô vẫn, tại là ngày trước ấy thì các con khác ở riêng ra thì cô vẫn còn chú, nhưng mà khi các con ở riêng rồi đến năm 2015 là chú mất, đây là một mình cô khác ở. Giờ muốn sửa nhà cũng không có tiền mà sửa, một mình chẳng làm được cái gì. Dạ, rồi sức khỏe yếu mới lại bệnh tật trong người á. Vâng ạ, nhưng con nghĩ rằng là nếu mà chị Tiến, con gái của cô á, mà biết đâu vào được những vòng trong nữa đó, cái phần thưởng mà chị nhận được chắc cũng có thể giúp cho chị hoàn thành ước mơ là sửa được cho cô ngôi nhà, ít nhất là nó cũng sẽ không phải chịu mưa chịu nắng như hiện nay nữa. Vâng. Và bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ của ban giám khảo dành cho giọng hát của chị Minh Tiến ngày hôm nay. Tôi rất là cảm với cái câu chuyện của chị, bởi vì chị là một người sư phạm, nên cái cách chị trình bày một vấn đề, cách chị nói kể về câu chuyện đời mình, nó rất là chạm vào trái tim của người khác. Nên tôi nghĩ rằng là như thế này, với một cái người tình cảm như chị, thương yêu mẹ để cho mẹ có một mái ấm tốt hơn, và với giọng hát này tôi nghĩ là chị sẽ đi xa trong cuộc thi. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh. Cảm ơn chị và con cảm ơn cô nha. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn clip thứ tư trong vòng thi đầu tiên này. Hãy cùng làm quen với chú Nguyễn Xuân Ánh. Chú hiện đang làm việc tại khu du lịch Biển Hồ ở thành phố Pleiku. Hôm nay thì chú muốn hát cho một người bạn thân của mình. Bạn của chú tên là Trần Tập. Và chúng ta sẽ cùng đến với tình bạn cũng như câu chuyện về chú Xuân Ánh. Tôi là tên Nguyễn Xuân Ánh, nay thì 59 tuổi, người gốc là Bình Định, gọi là tha hương cầu thực. Trước đây 10 năm thì đi, nói chung là đi khắp các cái tỉnh, thường đến nhất là những cái trường học, ngồi trước cổng trường khắc những cái bút của học trò. Những cái nét chữ này là nó không bao giờ phai, tuy là nếu về vật chất thì nó không đáng, nhưng mà để làm cho người ta nhớ. Một khi là kỷ niệm thì nó là mãi mãi. Từ khi mà biết cái chú Tập này là chú Tập cỡ một cái chiếc xe đạp, lưng khồm khồm, cầm một cái tập giấy số nữa, cột cái lo trên cái chiếc xe đạp,
trở ra đây. Họ Trần, dân tộc 80, quê tôi ở Vụ Bản, Nam Định. Tôi trước làm công nhân nhà máy diêm Thống Nhất, xong rồi thời kỳ tiếng hát tiếng bom là tôi đi vào đi hát trên các ụ pháo, chỗ nào có bộ đội phòng không, các binh đoàn ra tiền tuyến thì tôi tới hát. 8 giờ tới có mặt đây vì nhà xa lắm, cách đây 7 cây, 6 cây đi xe đạp. Và mình nghĩ lại cuộc đời của mình á, mười mấy năm cùng cái chiếc xe đạp này, rong ruổi đến các cái công trường, tại vì cái tình cảm giữa người với người lúc ấy thấy nó gần lắm. Tại vì bây giờ tôi hết đường làm rồi, tôi chỉ có cái nghề hát ngày xưa thôi, bây giờ tôi quay lại cái nghiệp cầm ca, khả năng của mình tới đâu. Cái phong trào ca nhạc đường phố giờ thấy thanh niên to khỏe nó cũng cầm cây đàn ra bờ hồ hát, tôi cũng về tôi làm cái mic cái loa ra tôi hát. Chứ còn ở cái tuổi tôi nhiều người lẫn quẩn rồi, tôi chưa bao giờ ốm, nếu tôi không hát chắc tôi ốm ạ. Ngoài cái biển kia như là cái này chả có cái gì, như cái xe đạp nó tôi không có cái gì hết à. Rồi thấy có xe đạp hiện tôi vào các bản làng đây là tôi đánh chiêng, đánh cồng chiêng, rồi tôi đánh đàn trưng. Tôi hát những cái bản về Tây Nguyên đại ngàn. Chính xác là bằng một cái tiếng hát theo bản năng thôi. Biết đâu là cái tiếng hát ấy nó làm cho chú Tập vơi đi một cái phần nào, và làm cho cái nghị lực, cái tinh thần của chú Tập còn đứng đây hát dài dài. Chương trình Óc Thanh Vân. Dạ, mọi người cổ vũ cho chú Xuân Ánh nha. Con xin phép chú cho con nắm tay chú một cái cho chú thoải mái hơn được không? Nắm tay người ta mới không thoải mái đó bà ơi. Hôm nay mình cũng nói thiệt chú hen.
coi là nói thiệt nhau thôi thì lúc ra là thấy anh có vẻ rất là lãng tử, đứng cũng có vẻ chảnh chảnh. Thật ra thì đó là cái phong cách của chú, nhiều khi chú ra chú không có để ý xung quanh gì hết, mình tập trung vô cái chuyện của mình. Nhưng mà quan trọng á là con tưởng tượng là một hồi là nó phải dữ dội lắm, nhưng mà thực sự là này nè, hơi bị quýu. Thật ra là chú có cảm âm trong đầu đó, nhưng mà vì nó rung quá nó quên hết trơn à, với lại chú đợi cái chữ nó chạy chú mới chịu hát. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi kệ, hay không, lâu lâu mà mình ra xuất hiện trước công chúng đông quá, nhiều khi chưa có quen, không sao hết. Đến đây chủ yếu tinh thần giúp đỡ người khác, là con cực kỳ tôn trọng cái tinh thần của chú. Thoải mái lên chú nhé. Chú có nói trong clip là chú cũng bôn ba nhiều nơi lắm rồi phải không chú? Nhưng mà chú ở Pleiku là bao nhiêu năm rồi? Từ khi mà ở cái điểm tham quan du lịch biển hồ Pleiku đó, là tính đến nay thì 10 cái Tết đã trôi qua. Mà chú quen chú tập là bao nhiêu năm rồi chú? Quen chú tập thì chỉ mới được khoảng 2 năm nay, hơn 2 năm nay thôi. Rồi bây giờ chú đang ở với ai? Hiện giờ thì đang ở với vợ. Dạ. Thế điều kiện gia đình chú có ổn hay không? Kinh tế gia đình thì nói chung thì mình biết đủ là nó đủ. Con thích cái tinh thần vậy, nói chung biết đủ là đủ. Biết đủ là dạ. Đủ. Dạ, đúng rồi. Và quan trọng bây giờ mình sẽ giúp cho người khác, đúng không? Những người mình thấy là họ chưa đủ. Đúng rồi đó, đôi khi mình nhìn lên thì nó lại khác. Nhưng mà nhìn xuống, rất còn nhiều cái mảnh đời khó khăn lắm. Hoan nghênh tinh thần của chú. Nãy thì giám khảo Lương Nhã đã nghe tiết mục của chú Xuân Ánh rồi. Và Nhã thấy hôm nay chú thể hiện thế nào? Đúng là hôm nay chú Ánh hơi run thật. Đúng là, nhưng mà đúng là lúc mà chú bước ra giống như anh Thành nói là chú có một cái phong thái rất là đặc biệt. Là chú hát là chú giống như là không cần biết người xung quanh luôn. Là chú cứ hát theo một cái cách của chú. Con thì con lúc nãy con có theo dõi cái đoạn clip thì thấy hình ảnh hai chú rất là đẹp, giống như là một đôi bạn thân tình đi với nhau. Con cảm ơn tinh thần của chú rất nhiều. Chú hôm nay chú đi với ai vậy chú? Đến với cô. Dạ mời cô lên đây ạ. Chào cô ạ. Cô mang theo gì vậy ạ? Thì hôm nay tôi đến đây không có gì, cũng có món quà gửi cho ban giám khảo của Ốc Thanh Văn. Nhờ những cây bút để nhớ lại cái tuổi học trò. Cái phần quà này thì mang đến thì chỉ có 3 cây bút. Ở trong này là cũng không nghĩ rằng là ca sĩ khách mời. Nhưng mà không sao, lát nữa đây cũng có một cái món quà bất ngờ hơn. Thôi bây giờ mình tặng cho con thấy ốc, rồi. Ốc dạ, Thanh Văn con thấy rồi. Tên con rồi. Để đọc có mấy câu thơ, mấy câu thơ à. Dễ sợ đi. Mấy câu thơ này là tự làm luôn, tự làm luôn. À. Trao tay cây bút tặng người thân. Dạ. Nét chữ nghiêng nghiêng chỉ mấy vần. Nhã ngọc phun châu thật logic. Ồ, thật logic nha. Sao ngưỡng mộ thay Ốc Thanh Văn. Ê, trời ơi, hay quá. Ôi, tan chảy chú ơi. Cảm ơn chú. Đến lượt Trấn Thành. Khi Ánh Đọc thì nghệ sĩ Trấn Thành nên để ý cái từ đầu câu và cuối câu. Xuân nay hót tiếng chim sáo nghệ, ánh chúc tân xuân mừng nghệ sĩ, thương cả quân nhân nơi đảo trắng, gửi chút tâm tư giấc mộng thành. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Xuân Ánh thương gửi nghệ sĩ Trấn Thành. Trời, cảm ơn chú hết sức. Đẹp, đẹp trai quá, thấy tự nhiên thấy đẹp trai hẳn rồi. Tiếp đến là ca sĩ Cẩm Ly. Dạ. Ca hát hay không do thiên định, sĩ không ra sĩ, có lời bình, cẩm nang nho nhỏ, đượm vị hương, ly rượu dân hương, ngọt nội đồng. Này tặng cho cô ca sĩ Cẩm Ly. Cẩm Ly, hay quá. Dạ. Chị Ly đọc lại cái password đi, đọc lại cái password cho mọi người nghe. Ca sĩ Cẩm Ly, đồng hương Bình Định. Đó. Thấy chưa, có cái password hết. Thôi mời ca sĩ khách mời đi hả? Thôi tự chọn đây hả? Tự chọn đây hả? Nên lựa. Thấy câu chuyện bắt đầu sơm rồi đó.
rồi. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Hay quá Nhã ơi. Rồi con cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều. Những món quà đã gửi tặng. Tôi có mà cũng có. Thì thôi tiện thể đây mình tặng luôn. Là chú tặng tụi con tiếp hả chú? Từ từ nha, bây giờ nè Trấn Thành sẽ đọc một số những cái menu bữa nay gồm có những món như sau. Đầu tiên là tình mẫu tử nè nha. Đó, Cẩm Ly có muốn lựa hay không? Cái thứ hai, một bài thơ về chữ hiếu rất là đẹp, màu đỏ nha. Cái thứ ba đó là sống. Sống này là sống đời chứ không phải là sống gió nha. Và một cái bài nữa là biển hồ và nỗi nhớ. Rồi, bây giờ chị Ly Lady First lựa đi, thích cái nào? Dạ, em lấy cái tình mẫu tử. Biết ngay luôn. Cho ốc chữ hiếu màu đỏ. Lấy chữ hiếu màu đỏ. Biết bà mà. Hiếu mà, cha phải không? Và cả mẹ nữa. Mẹ nữa. Sống. Sống. Chọn sống hả? Sống, phải sống thôi. Tại vì có gì nữa đâu chọn. Đấy. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương ở lại đời. This is me. Con thì thế này. Con sẽ nhận cái bút thôi. Cái này coi như con mua lại của chú với giá 2 triệu đồng. Dạ. Con cũng như Thành. Thôi coi như này là một món quà cô tặng. Con xem nó là một món quà. Và con cũng muốn gửi đến cô một món quà. Như thế thôi cho nó dễ chịu quá. Đúng vậy. Giết liền, giết liền. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn Cẩm Ly, cảm ơn giám khảo Lân Nhã. Và con xin cảm ơn cô chú với những món quà rất là đặc biệt. Hiển Kim liền, thưa cô, giá 4 triệu bao gồm tài khoản Trấn Thành, Cẩm Ly mỗi người 2 triệu. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn Cẩm Ly. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Khán giả, bốn người chơi của ngày hôm nay đã trở lại sân khấu rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của ban giám khảo trước khi đến với phần điểm số dành cho bốn người chơi. Hôm nay tôi vui lắm. Là tại vì cái điều mà Trấn Thành với chị Cẩm Ly hy vọng từ ban đầu nó thành hiện thực. Các hoàn cảnh đến đây không có quá đau thương để chúng tôi phải cảm thấy xót xa nặng nề dùm cho họ. Ít ra đâu đó mình thấy được rằng là họ đang khó khăn đó. Và mọi người đến đây với tinh thần cực kỳ sảng khoái, thoải mái để mang đến một cái hơi thở của niềm hy vọng. Tôi thấy cái điều đó nó là cái điều đáng hoan nghênh. Nên dù cho ai có dừng lại cũng đừng có buồn. Tại vì chúng ta đến đây là bản thân đã chiến thắng được cái sự dũng cảm của mình rồi. Xin một lần nữa cảm ơn đã đến với chương trình. Cảm ơn Trấn Thành đã đại diện ban giám khảo chia sẻ cùng với những người chơi. Thưa quý vị khán giả, và trước khi biết được số điểm của hệ thống máy dành cho 4 người chơi của chúng ta trong vòng thi đầu tiên, hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị khán giả đang quay trở lại cùng chương trình Hát Mãi Ước Mơ trong vòng thi đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà hệ thống máy dành cho 4 người chơi của chương trình hôm nay. Người giữ số điểm thấp hơn ba người chơi còn lại chính là chú Xuân Ánh. Chú giữ số điểm là 70 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ tạm biệt chú Xuân Ánh ở đây và chú sẽ nhận được phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Đây chính là phần thưởng dành cho chú Xuân Ánh. Con xin được đại diện chương trình gửi đến chú phần quà này ạ. Cộng thêm phần hỗ trợ của Trấn Thành và chị Cẩm Ly nữa thì con hy vọng là chú cũng có thể giúp đỡ cho người bạn của chú là chú Tập ạ. Cảm ơn chú đã đến với Hát Mãi Ước Mơ. Vậy là chúng ta sẽ tạm biệt chú Xuân Ánh tại đây và hãy cùng chúc mừng ba người chơi còn lại vì họ sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai, Chinh Phục.
đang cùng đến với vòng thi thứ hai, chinh phục. Ở vòng thi này thì ba người chơi đang đứng trên sân khấu, họ sẽ nhấn vào chiếc nút này để có thể lựa chọn ra một bài hát bất kỳ trong danh sách của hệ thống máy chuẩn bị. Bây giờ thì chị xin mời Sa Lý, mời em lên đây và em hãy chọn cho mình bài hát để thể hiện trong vòng thứ hai. Mời Sa Lý. Đây có phải là bài hát quen thuộc với Sa Lý không? Bài này em cũng đã hát nhiều rồi ạ. Vậy là thông tin phải không? Dạ. Chúc em may mắn trong vòng thứ hai. Cảm ơn em. Và xin mời Minh Phương. Đừng có hát mà chí phèo nha. Em sẽ thể hiện được bài hát này chứ? Dạ em sẽ cố gắng ạ. Cố gắng nha. Chúc em sẽ có một phần dự thi thật tốt ở vòng thứ hai. Và xin mời chị Minh Tiến ạ. Biết là cô giáo Minh Tiến của chúng ta sẽ chọn trúng bài hát gì đây? Tình em. Đây có phải là bài hát quen thuộc của chị không? Dạ đây là bài hát em rất là thích ạ. Rồi cố gắng lên nha và chúc cho ba người chơi của chúng ta sẽ có một vòng thi thứ hai thật là trọn vẹn. Hãy cổ vũ cho họ. Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Lòng vẫn hay buồn đời thay đến đôi chân xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Nắng trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường quay phá khắp đất trời, rượu chè lè nhẹ đi khắp nơi, lang thang gọi hát ca với đời anh. Chí phèo, anh chí phèo. Em đây chẳng nết na ngoan hiền, chẳng được dịnh dàng lại kém duyên. 30 rồi đấy vẫn chưa chồng em thì nỡ. Một tối trăng lên cao vời vèo thắm, hơi men say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi. Chàng bóng say hương men tình nàng, chót quên thân quên mình, một phút thăng hoa cho đời lung linh. Chuyện của trời người ơi,
giàu có cũng chẳng nghèo, chỉ cần một người yêu ta theo. Sao duyên trời vẫn chưa gieo, phải chăng anh quá bèo? Phải chăng anh không bằng chí vòng thứ hai. Trước khi đến với điểm số mà hệ thống máy sẽ dành cho ba người chơi trong vòng thi thứ hai này thì ban giám khảo sẽ nhắn nhủ một chút với ba người chơi của chúng ta. Cả ba người hôm nay đều làm Trấn Thành nổi da gà ở vòng hai này. Cái này nói thật, cảm xúc của tôi khi các bạn hát cái câu kết bài, cái cô bé này hôm nay vòng hai tự tin hơn nhiều, hát phong thái rồi tay em đưa ra, em bắt đầu nhập tâm vào bài Phượng Buồn, nó hợp với giọng của em hơn cái bài đầu rồi. Ngàn năm trong tôi, tình này không phải vơi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn Phượng ơi. Mà vô tình cái bài đó là cái bài anh thích nữa, nên thấy là cái bài hai này tự tin hơn rất nhiều, giọng hát cũng tốt hơn nhiều, xử lý tốt hơn. Còn nói về Phương thì Phương đem đến đây cảm nhận được là cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, một cái tinh thần rất là lạc quan. Nhưng mà đặc biệt ở Phương, khi mà Phương hát á, cái feel của Phương á cũng như là không cần biết gì hết á, chỉ là mình đã trong cái bài hát của mình. Bạn làm cho tôi biết thêm một bài hát mới và tôi bắt đầu yêu thích cái bài này bởi cách hát của bạn, xử lý gọn gàng, hào sảng, hát thoải mái. Bạn là người truyền cảm hứng rất tốt, tôi nghĩ vậy. Còn cái cô giáo này thì thôi, lần thứ hai này cô ấy nắng nót hơn lần đầu rất nhiều, hát tập trung. Và chính vì cái sự trau chuốt đó, nó làm cho cái bài của chị cực kỳ hoàn chỉnh. Và cái chữ cuối, cái chữ màu nắng làm cho tôi nổi hết cả da gà. Cái bài Tình Em thì nó hay.
do cái cách của chị thả hồn vào đó nó cũng thật sự là tình cảm. Thành thử ra hôm nay ba người chơi tuyệt vời đối với Trấn Thành. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Kết thúc vòng thi này, ai giữ số điểm thấp hơn thì sẽ phải dừng chân và họ sẽ nhận được phần thưởng cao hơn rất nhiều so với vòng thi đầu tiên. Ba người chơi đang sẵn sàng để đến với điểm số của họ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi trong một vài phút nhé. Chúng tôi đang quay trở lại cùng quý vị khán giả đây và chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả điểm số dành cho ba người chơi trong vòng thi thứ hai. Hãy cùng chờ đợi điểm số từ hệ thống máy. Xin mời. Điểm là 79. Chúng ta sẽ cùng tạm biệt Sa Lý ở đây. Và cộng với điểm số của vòng thi đầu tiên, phần thưởng mà Sa Lý sẽ nhận được sẽ là 15.400.000 đồng. Chúc mừng Sa Lý. À, đây chính là phần thưởng dành cho Sa Lý. Phần thưởng trị giá 15.400.000 đồng. Cảm ơn Sa Lý đã đến đây ngày hôm nay. Và hy vọng là với phần quà này thì em sẽ hỗ trợ được cho bạn Siêu Bôn cùng với em gái của bạn ấy. Cảm ơn Sa Lý và chúc mừng em. Quý vị khán giả, như vậy là chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Minh Phương và chị Minh Tiến đến với vòng thi thứ ba Tỏa Sáng. Chắc tôi đêm nay tôi không lạnh lùng, cho tôi cơn say yêu thương tận cùng, cho tôi nơi đây là nhà, cho tôi từng ngày trôi qua. Nghe như ai đi qua đây vài lần, nghe như sương đêm rơi rơi thật gần, nghe như mây đen ùa về, nghe như ngày dài lê thế. Giữa góc tối đó hay đang có gió, hay đang như thân cò, nơi giá buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng. Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi.
trên công trường. Ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, xót thương vẫn thương lòng, tình yêu đang rẽ sông đi to khắp non sông. Mãi ghi nhớ lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Xuất sắc của chúng ta trong vòng thi thứ ba. Không biết là với phần thể hiện vừa rồi thì ban giám khảo sẽ dành cho hai người chơi những lời chia sẻ gì đây? Cái này là phải dùng từ là kẻ tám lạng người nửa cân là này nè. Ở cái vòng thi thứ ba này á, chị thích nhất ở Phương là cái cách em thể hiện bài hát, cái cách em xử lý bài hát. Trong một bài hát khi mình xử lý, mình biết cách xử lý nó đỡ làm cho người ta nhàm chán. Tại vì lúc đầu là những cái khoảng lặng, em như tự sự nói với nhau, nhưng bắt đầu từ từ em đưa người ta dần dần tới điệp khúc, em bùng cháy bùng nổ và nó coi như là đẩy tất cả lên cao trào. Chị rất thích cái phần đó, cảm ơn em rất nhiều. Còn nói về Minh Tiến, vẫn là sự ngọt ngào trong từng cái giọng hát, trong từng cái cách xử lý của mình. Minh Tiến lại một lần nữa lại phô diễn cho mọi người thấy những cái nốt cao chót vót của mình ở những cái câu cuối, làm rất là tốt. Đẹp tươi muốn có con. Lên hai cái nốt cao chót vót ở trên kia để cho mọi người cảm thấy rằng wow, thư dữ chứ không phải chuyện nhỏ, không phải dạng vừa đâu. Đấy. Bạn Minh Phương, bạn này là một cái bom nổ chậm. Lúc đầu bạn cho người ta tưởng bạn là pháo đại, pháo lép, rồi bạn nổ bẹp 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 nhẹ nhẹ thôi. Nhưng từ cái cuối bạn dồn hết năng lượng, bạn bùng nổ, nó hơi làm cho mọi người ngạc nhiên. Bạn biết cách lôi góc tối ra ánh sáng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi điểm số từ ban giám khảo dành cho bạn Minh Phương và chị Minh Tiến. Trấn Thành đang nhìn sang những người xung quanh và Trấn Thành sẽ là người cho điểm trước. Thành chỉ cho điểm theo cái cảm giác của Thành về khả năng của mỗi một người trong dòng nhạc mà trong chọn. Cái dòng nhạc mà hôm nay các bạn chọn. Với chị Minh Tiến, Thành tặng chị 19 điểm. Và với bạn Minh Phương, khuyến khích Minh Phương bằng điểm số 20. Ta đã biết được sự lựa chọn của Trấn Thành về mặt điểm số. Và bây giờ sẽ là điểm số từ giám khảo Cẩm Ly. Xin mời chị. Đi sẽ gửi cho Minh Phương 19 điểm. Và Ly sẽ gửi cho Minh Tiến 18 điểm. Đó là điểm số mà chị Cẩm Ly dành cho chị Minh Tiến. Và bây giờ là số điểm của giám khảo Lân Nhã. Chắc mình sẽ dành cho Phương 19. 19 điểm. Chị Tiến thì
Em xin gửi cho chị 18. Điểm số hiện nay ban giám khảo dành cho hai người chơi của chúng ta, chị Minh Tiến đang giữ số điểm là 55 và số điểm 58 thuộc về bạn Minh Phương. Đây chưa phải là số điểm cuối cùng, bởi vì chúng ta còn chờ đợi điểm số mà ban giám khảo khán giả dành tặng cho hai người chơi. Xin mời các khán giả hãy sẵn sàng với chiếc điện thoại của mình trên tay đi ạ. Quý vị sẽ có 30 giây để bình chọn cho hai người chơi của chúng ta. Và 30 giây bắt đầu. Hơn từ quý vị khán giả ở đây. Lượt bình chọn từ quý vị khán giả là 39 lượt bình chọn, và lượt bình chọn của khán giả dành cho bạn Minh Phương là 41 lượt bình chọn. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng Minh Phương, bạn nhận được phần thưởng cao nhất của chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và cũng xin được chúc mừng chị Minh Tiến với phần thưởng này. Và xin mời giám khảo Lân Nhã sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng 25 triệu đồng dành cho chị Minh Tiến. Đây là phần thưởng dành cho chị Minh Tiến, một người cô giáo rất là hiếu thảo, và mong là với phần thưởng này chị sẽ hỗ trợ được mẹ mình trong việc sửa lại ngôi nhà cũ. Và xin mời giám khảo Trấn Thành cùng giám khảo Cẩm Ly sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cao nhất dành cho bạn Minh Phương. Đây chính là phần thưởng cho Minh Phương, bạn nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Xin được mời chú Đực cùng với con gái của chú là bé Diễm My sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ niềm vui này với Minh Phương. Đây là nhân vật nhận được sự hỗ trợ từ Minh Phương, và không biết là lúc này thì Minh Phương có lời nào muốn chia sẻ với chú Đực cùng với con gái của chú hay không? Mời em. Thật sự là bây giờ em cảm thấy em rất là run, tại vì là chưa cho em cầm được số tiền lớn như thế này. Và bên cạnh đó là cái ước mong của em ngay từ đầu khi mà em muốn giúp cho chú Đực thì nó cũng đã trở thành hiện thực. Thì em xin gửi lời cảm ơn đến quý vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay đã ủng hộ tinh thần cho em cũng như tất cả những người chơi ở đây để góp một phần nhỏ bé nào đó đến những mảnh đời mà mình thấy ở ngoài cuộc sống vẫn còn nhiều cái khổ cực. Xin được chúc mừng bạn Minh Phương với phần quà này, cũng như cảm ơn tấm lòng của em. Và xin được cảm ơn chị Minh Tiến đã đến đây cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi, cổ vũ cho những người chơi của chúng ta để ước mơ của họ có cơ hội trở thành hiện thực, và chúng ta sẽ giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh khác nữa. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành. Từng giờ cháy lên niềm tin, hát lên, hát lên câu chuyện tình người.